Cây lúc. Cây lúc. Cà lóc. Cà lóc. Cà lóc. Cây lúc. Bạn đọc chữ này như thế nào? Nếu các bạn đọc đúng sẽ có cơ hội trúng quà. Hãy quay một đoạn video ngắn đọc chữ club đúng chuẩn. Bạn có thể tự do sáng tạo nội dung, sau đó đăng đoạn video của bạn lên Facebook cá nhân ở chế độ công khai kèm theo hashtag như trên màn hình. Cuối cùng, hãy vào địa chỉ như trên màn hình và comment thông báo đã tham gia để club biết mà chấm giải. Một giải đặc biệt do club chọn dành cho clip ấn tượng, vui hoặc sáng tạo nhất. Nếu bạn trúng giải thì bạn có thể được chọn một trong năm set quà như cặp vé Universal Studio Singapore, cặp vé Disneyland Hồng Kông, cặp vé tàu cao tốc Mục Chìa Đài Loan, cặp vé Tokyo Disneyland hoặc cặp vé Q-Pass Everland Hàn Quốc. 5 giải khuyến khích dành cho 5 clip có lượt like hoặc reaction nhiều nhất, với phần quà là một cặp sim 3G hoặc 4G tại một trong những nơi sau đây như Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Thái Lan. Truy cập vào link trên màn hình để biết thêm thông tin nhé. Kết quả sẽ được club thông báo vào ngày 19 tháng 12. Xin chào các bạn, quay trở lại với vlog của Uyway. Và hôm nay thì là các bạn thấy là ở đây có tận 4 người luôn. Và khá là chật nên ra chắc phải đủ một người ra ha. Thôi Hoàng đi ra đi. Và nói chung là cái mục này là của em. Em không được đuổi đâu em. Không, giờ chúng ta, thôi giờ chúng ta hãy chuyển sang cái phần trả lời câu hỏi của các bạn trong tuần qua. Cái này nghe quen quen à. Anh đang chọc Dũng không? À, vừa rồi thì chắc các bạn cũng thấy là Dũng đã tự mình quay một cái clip riêng để làm cái mục niềm tin. Và mặc dù còn hơi lúng túng một chút nhưng mà Travis đã quyết định để cho Dũng như là tập làm nó có thể nó hơi Cameroon gượng gạo ban đầu. Nhưng mà ban đầu thì số 1 thì Travis, Hoàng và Long thì cũng đều như vậy cả. Cho nên là mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ Yêu Bay và ủng hộ Dũng. Mặc dù thì xem cái clip của Dũng cũng rất là vui. Nó rất là đậm chất Yêu Bay. Và cảm thấy dù còn chưa hơn một chút. Nhưng mà tay vẫn luôn. Thôi bây giờ chúng ta sẽ quay lại với những câu hỏi mà các bạn đã hỏi Yêu Bay trong tuần qua. Câu hỏi đầu tiên là của bạn Thế Vinh Studio. Bạn hỏi là chú cho biết ơi cho con hỏi là tại sao máy bay bay càng cao thì càng tốt. Câu hỏi này hồi xưa em cũng thắc mắc á. Tại sao hả? Em thì bay càng cao không khí càng loãng, rồi cái lực cản không khí nó ít, với lại tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tại sao tiết kiệm nhiên liệu hơn? Thì bay cao ok rồi, cứ như là coi như anh là khán giả anh không biết anh hỏi à, mà cái đó lại hỏi Hoàng chứ sao lại hỏi em. Đúng rồi. Bổ sung thêm ý nữa là hình như là bay cao thì nó sẽ tiết kiệm được quãng đường bay hơn, tại vì cùng cái cung trái đất hình tròn thì mình bán kính càng lớn mình di chuyển một quãng đường nhỏ nó sẽ được lợi hơn. Kiểu kiểu vậy đó. Ok, nói chung là như vậy. Với lại nói chung là bay cao thì nó sẽ an toàn hơn, nó không có bị... Nếu mà có cái gì đó thì còn có cơ hội mà... Nhưng mà theo anh biết nha, ví dụ như là cùng một cái trục đường bay đi thì là các máy bay sẽ có các cái độ cao bay khác nhau đúng không? Tức là giống như đường cao tốc trên không á. Đúng rồi. Tức là tầng này thì máy bay, tầng này máy bay kia bay thì là cái đó là do kiểm soát không lưu họ quy định. Và như khi chúng ta thấy những máy bay trên màn hình, ví dụ Florida 24 bay nó giao nhau mà thực ra nó không có đụng nhau một cái máy bay trên một cái bay dương. Đúng rồi. Và câu hỏi tiếp theo là của bạn Trường Giang Ngô. Bạn lại hỏi chú cho biết tiếp. Chú cho biết hoài. Chú nghe là chú là chú buồn, chú giận đó, chú không trả lời nữa. Một hộp thư là để cho chú cho biết xài nha. Chú ơi, chú cho cháu hỏi là trước khi nhập cảnh vào Việt Nam thì phải làm tờ khai y tế. Cái này là chắc là bạn coi clip Qatar. Đúng rồi, chắc các bạn coi cái clip của Qatar Airways bay từ Doha và thành phố Hồ Chí Minh. Và thông thường thì là theo mình được biết thì là những chuyến bay từ khu vực Trung Đông và các nước hoặc các khu vực có cái hiện đang có bệnh dịch hoặc có nguy cơ mà đem lại bệnh dịch cao thì là giới chức y tế Việt Nam sẽ buộc các bạn phải khai báo các thông tin về sức khỏe và các cái điểm đến đi lại trong vòng khoảng một tháng trở lại đây, để ví dụ như bạn có cái triệu chứng gì thì là thứ nhất là sẽ có biện pháp cách ly để không lây lan ra cộng đồng và cũng là để giúp cho bạn điều trị bạn tốt hơn. Chứ còn nếu ví dụ như mình đang có bệnh mình mang dịch mà mình trốn tránh mình ấy thì vừa ảnh hưởng đến những người xung quanh, vừa ảnh hưởng đến cộng đồng và bản thân mình cũng không được chăm sóc tốt nhất nữa. Cái đợt em thấy có cái dịch sốt gì đó là họ đặt cả cái máy thân nhiệt đó để khách đi qua mà người ta quan nhiều lắm. Anh thấy là từ trước giờ dịch SARS là dịch MERS là hay các cái dịch cúm khác là
ở các sân bay, không chỉ Việt Nam đâu, cả các nước khác cũng đều có đặt cái máy đo thân nhiệt nữa. Và nếu người mình mà sốt mà nóng quá thì đi qua cái máy hình cái người rõ lè rõ lè luôn. Rồi câu hỏi tiếp theo của bạn Xuân Mai Lý, bạn hỏi là bị cận thì có làm tiếp viên hàng không hoặc là nhân viên thủ tục ở dưới mặt đất được hay không? Theo em bạn tùy vào hãng nha, nhưng mà đa số các hãng là đối với nhân viên mặt đất là cận là được, tiếp viên hàng không là cận là mắt thường là phải từ 7 trên 10 trở lên thì là thì là 7 trên 10 yeah. Và khi mà bị cận là không được đeo kính thì có thể được vào làm học là gọi là học viên tiếp viên, học tiếp viên, tức là nếu mà cái độ cận nó không quá nặng đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà thực ra bây giờ anh thấy mọi người đi mũ cận đi bắn laser nhưng vẫn được đúng không? Đấy, em cũng bắn laser. Nhưng mà tức là tiếp viên hàng không vẫn chấp nhận những người bắn laser. Đúng rồi. Và còn nhân viên thủ tục mặt đất thì anh thấy là chắc là đeo kính cũng không vấn đề gì, càng rồi. Tốt luôn. Thấy có nhiều bạn đeo kính lắm mà xinh nha. Rồi lại lộ á. Rồi bạn Han, bạn hỏi là mua 20kg hành lý ký gửi thì có được chia ra làm hai kiện hay không? Cái này được không Long ta? Dạ, theo em thì bạn có thể chia ra bao nhiêu kiện cũng được, miễn là khi mà mình cộng lại nó trong vòng 20kg trở xuống là ok. Nhưng mà riêng hành lý xách tay thì em nghĩ là chắc là chia được một cuốn thôi đúng không? Thực ra thì là hành lý đúng rồi, đa số các hãng hàng không giá rẻ châu Á thì họ đều khi mà mua hành lý họ chỉ bán cho bạn là bán số kg thôi, chứ còn không quy định là bán số túi. Còn như Long nói là cái hành lý xách tay đúng không? Thì một số hãng ví dụ như là Jetstar Pacific nhà hoàng đây thì là họ cũng cho đem một vali nhỏ và một cái túi đồ cá nhân hoặc là cái ba lô nữa top, nhưng cộng lại phải là 7kg, tức là họ vẫn cho mang hai túi. Mà tất nhiên cái túi kia là phải là cái túi mà cá nhân thôi hoặc là túi đựng laptop thôi, chứ không có được mang đồ cộng cần mình vậy. Và nhân tiện thì nói tới nhà Hoàng thì Hoàng cũng xin thông báo là nhà Hoàng mới ra một cái quy định mới là sẽ hiện cân đo hành lý lại tại ngay cửa ra máy bay luôn. Là mình cân, quy định rất là nghiêm ngặt. Cân ở phòng vé, cân để chỗ làm thủ tục rồi. Đúng rồi, trước khi lên máy bay phải cân. Đúng rồi, là ra trước khi ra cửa máy bay là sẽ cân luôn cái đó để xem mình có nhà quá tí. Nhà Hoàng bây giờ khó lắm, họ tính làm đúng quy định thôi. Không, mà thực sự cái này các bạn, thực sự là mình cũng phải tuân thủ đúng cái quy định về số cân nặng đúng không? Tại vì máy bay mà ví dụ là ví dụ về cái cân bằng trọng tải mà nó bị vượt quá thì sẽ ảnh hưởng đến một người thì quá 2-3kg, nhưng mà có 100 người thì cái số lượng sẽ nó gọi là 200kg. Rồi cái có một cái chiêu mà người đi hàng không giá rẻ sử dụng rất là nhiều, đó là khi mà mình vào check in á thì mình bỏ bớt đồ ra để ở ngoài, xong rồi tới khi mà trước khi check in xong rồi vô bỏ đồ vô lại hoặc là mua thêm đồ rất nhiều. Tôi đang thấy không hàng không chỉ có hàng không giá rẻ đâu mà ngay cả cái hàng không truyền thống cũng có, thì Vietnam Airlines cũng có mấy vụ rồi, hay là Emirates cũng có mấy vụ mà nó ầm ĩ lên trên mạng rồi. Vậy chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của bạn Nam Nguyễn Channel. Bạn hỏi là tại sao hai bên cánh máy bay thì thấy cái chớp đèn liên tục. Cái này thôi là nhường cho nó. Cái thực ra cái này ai cũng biết thôi, nhưng mà bạn xin đại diện trả lời đó là không có nói neo nha. Ai nói đâu. Và cái đèn chớp đó thì nó nghĩa là đèn cảnh báo va chạm trong ban đêm, khi mà không nhìn thấy gì hết thì mình thấy đèn chớp đó mình biết là máy bay đang đi tới đi lui hoặc bên trái bên phải mình như thế nào đó, kể cả trên trời lẫn dưới đất, để mình có thể chủ động mình tránh. Vậy thì anh hỏi thêm một câu nữa là đối với những tòa nhà cao tầng á, mà anh thấy trên đỉnh của họ cũng có những cái chớp đó, có phải là để tránh, để cho giúp máy bay tránh không? Những câu hỏi này khó rồi, không biết trả lời sao nữa. Vậy hả? Nhưng mà chắc là sẽ hẹn anh ở hộp phương kỳ sau, em sẽ cố gắng tìm hiểu trả lời. Không, thì rất nhiều tòa nhà cao tầng đúng không, nó có cái chớp ở trên á. Rồi theo Hoàng thì là để làm gì? Chớp anh đang đố em chứ mà anh hỏi đúng không? Thì đảm bảo là gì? Không biết. Biết thừa rồi mà còn né rồi ok. Và đó là tất cả những câu hỏi của số hộp thư kỳ này. Các bạn đừng quên là like và comment xuống dưới nếu như các bạn có những câu hỏi nào khác và muốn anh Hoàng trả lời vào số sau. Nhớ share những video của chúng tôi nữa. Và đừng quên là có một kênh Instagram, các bạn có hình rất là nhiều hình đẹp trên đó, các bạn để follow. Và
nhớ like fanpage nữa. Còn gì nữa, một cái quan trọng nhất là ấn subscribe, không ai nhớ. Mà sao ấn subscribe xong rồi nhớ ấn quả chuông bên dưới nữa. Thực ra là em biết mà em cố tình để em nói là không thấy em lên tiếng thôi chứ. Rồi bây giờ thì xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào số sau.